Đúng mùng 1 tháng 8 âm lịch, ai mà ngờ, năm con giáp này lộc trời rơi trúng đầu, gặp may trúng số hai lần liên tiếp, giàu ú giàu ụ, tiền bạc tiêu bảy đời không hết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết cuộc sống này không hề dễ dàng, đều là những chuỗi ngày bon chen vất vả. Để kiếm ra đồng tiền mưu sinh trong cuộc sống, đã không ít người phải đổ mồ hôi, xương máu, thậm chí là cả tính mạng nữa. Một số người cho rằng giàu nghèo là do nỗ lực cá nhân, nhưng cũng có người cho rằng đó là do duyên số. Bởi vậy, xem bói tử vi đã là một cái phong tục ăn sâu vào máu của người Việt Nam từ thời cha ông ta đã suy nghĩ coi bói để mà đoán lộc tránh họa, không đánh mất cái thành quả mà chính mình đã nỗ lực gây ra. Vì vậy, mới đây nhất, giới tử vi học đã theo cái dự ngôn của các nhà tiên tri và đưa ra cái cảnh báo ba con giáp bùng nổ tài lộc, tiền về như trúng số, giàu nứt đố đổ vách nếu biết được cái điều này. Vậy thì cụ thể, quý vị cần phải lưu ý những cái điều gì và cơ may nào sẽ đến với các bạn trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch sắp tới đây? Quý vị hãy cùng Tử Thông luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để luôn cập nhật video mới nhất của Tử Thông. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, với những người tuổi Thìn, trong ngày hôm nay có thiên ấn nó chiếu mệnh. Vậy nên nó báo hiệu đây là một cái ngày làm việc khá ổn định và có thể thu được những cái thành tích cao đối với những người tuổi Thìn. Nếu như mà đang làm công việc hành chính, các bạn có cơ hội được đi công tác, hội thảo, được trao dồi chuyên môn và tạo cái quan hệ xã giao và thêm các mối quan hệ hữu ích nữa. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc trong ngày hôm nay cũng không có gì phải lo lắng, khi mà cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều ổn định, đảm bảo cho các bạn một cuộc sống đủ ăn, đủ tiêu. Nếu như mà những người tuổi Thìn muốn bứt phá thì cần phải có kế hoạch dài hơi và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, chứ không thể mãi an nhàn như hiện tại. Bên cạnh đó, với những người tuổi Thìn thì lại được cục diện hỏa thổ tương sinh, ngọ hỏa sinh cho Thìn thổ. Vậy nên nó cho thấy rằng những cái người độc thân có thể sẽ có cơ hội phát triển từ một cái mối quan hệ tình bạn thành cái tình yêu. Cả hai có sẵn cái sự tin tưởng dành cho nhau nên tình cảm sẽ tiến triển khá là nhanh. Nếu các bạn cũng cảm thấy thoải mái với đối phương thì các bạn hãy cứ mở lòng mình ra các bạn nhé. Vậy nên trong thời gian này, để mang lại cái vận trình nhân duyên cũng như là để tăng cường cái may mắn tài lộc, những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai thì đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung những người tuổi Thân cho thấy cái sự dứt khoát và cái khả năng thích nghi, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh trong ngày hôm nay do được tỷ kiên nó chiếu mệnh. Vậy nên ngay khi phát hiện ra cách làm của mình nó không phù hợp, các bạn cũng không ngần ngại điều chỉnh kịp thời để không làm gián đoạn quá trình. Nhờ vậy mà cái hiệu suất công việc nó cũng luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính của những người tuổi Thân, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch này, nhìn chung cũng khá là ổn định. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải có kế hoạch tiết kiệm, kẻo cái số tiền kiếm được chẳng mấy chốc mà nó lại tan biến. Nếu các bạn không định đầu tư ngay thì có thể gửi chúng vào tài khoản ngân hàng đó. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì cũng gặp cái cục diện ngũ hành xung khắc, nên con đường tình duyên của những người tuổi Thân cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Những người độc thân thì không thuận lợi trong cái việc làm quen với những người khác giới. Duyên đến rồi lại đi khá là nhanh. Các cặp đôi nảy sinh ra tranh cãi và giận hờn từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vì vậy, để hóa giải những xung khắc và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ.
quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi trong ngày hôm nay được thực thần nó xuất hiện. Vậy nên dự báo cái vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi có cái sự khởi sắc đáng mừng. Con giáp này biết cách làm những gì để có thể có cái nguồn thu nhập tốt hơn. Và giờ là lúc để bản mệnh được hưởng những cái thành quả do những cái cố gắng của mình làm ra. Các bạn hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch hợp lý để sau này không phải lo lắng quá nhiều về cái vấn đề tiền bạc. Bên cạnh đó, cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Hợi thì lại có quý nhân nâng đỡ, nên là công danh sự nghiệp cứ theo đó mà được khởi phát. Nhìn chung, con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện được cái tài năng, tạo cái tiền đề phát triển cho tương lai. Bên cạnh đó, quý vị cũng cứ băng băng tiến về phía trước. Tuy nhiên, cái chuyện tình cảm của những con giáp này cũng chưa thực sự được suôn sẻ, do là gì gặp về cục diện ngũ hành là xung khắc, Hợi thủy nó khắc ngọ hỏa. Vậy nên đôi khi ấy, các bạn đừng quá so đo tính toán trong tình yêu, cứ nghe theo cái con tim nó mách bảo và đưa ra những cái lựa chọn phù hợp cho chính mình các bạn nhé. Càng suy nghĩ thì lại càng làm cho quý vị đau đầu thêm. Vì vậy, để hóa giải những xung khắc, tăng cường cái vận trình nhân duyên và hòa hợp gia đạo, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi được cục diện là ngọ mùi là nhị hợp. Vậy nên cái vận khí của những người tuổi Mùi trong thời gian này khá là hanh thông thuận lợi. Công việc thì tiến triển thuận lợi vô cùng, mưu sự thì dễ thành, miễn là quý vị quyết đoán và nỗ lực đến cùng. Bên cạnh đó lại có quý nhân nhị hợp nó đồng hành giúp sức trong suốt thời gian này. Vậy nên những người tuổi Mùi nên mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành các kế hoạch, những dự định đã bổ từ lâu. Tại vì tỷ lệ thành công trong ngày hôm nay cũng rất là cao. Trong tập thể, các bạn hãy luôn mạnh dạn thể hiện cái quan điểm của bản thân, tranh thủ cái sự ủng hộ của mọi người và hãy thể hiện rõ cái thái độ cũng như là cái sự trân trọng, sự giúp đỡ ấy. Các bạn sẽ hướng các mối quan hệ xã giao của mình tới cái chiều hướng tích cực hơn, rất có lợi cho cái sự nghiệp phát triển sau này của các bạn. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng đang trên đà thăng tiến. Và cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch này, dù là những người làm công ăn lương hay là những người buôn bán kinh doanh đều có lộc lá về tay, tiền tiêu thì rủng rỉnh, không phải lo cái chuyện thiếu thốn nữa. Nhưng các bạn nên chi tiêu theo đúng kế hoạch, không nên phung phí kẻo túng thiếu và trắng tay. Đặc biệt cái ngày mùng 1 là cái ngày chiêu tài lộc, vậy nên quý vị phải hết sức lưu ý. Thưa quý vị, trong cái ngày hôm nay dù là những người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán hoặc là tự làm chủ ấy, thì các bạn cũng cần làm việc cũng như là chi tiêu một cách có kế hoạch, tránh tình trạng là nay lãi mai lỗ, tiền vào túi này rồi lại ra ngay cái túi kia, khó có thể tích lũy được cho tương lai. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mùi trong ngày hôm nay cũng khá là tốt đẹp, do được cục diện là hỏa thổ tương sinh, ngọ hỏa nó sinh cho mùi thổ. Vậy nên là trong thời gian này đôi lứa có thể có cái sự ăn ý ngầm mà chẳng cần phải nói ra miệng. Giữa hai người không còn tồn tại bất cứ cái bí mật nào nữa, luôn cảm thấy thoải mái chia sẻ và tâm sự những cái điều mà mình gặp phải trong cuộc sống với nửa kia. Vì vậy, để giữ cái hòa khí và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, đó chính là những người tuổi Dần. Những người tuổi Dần thì được cục diện là Dần ngọ tuất là tam hợp. Nhờ có cục diện tam hợp nó giúp sức mà những người tuổi Dần sẽ gặt hái được nhiều thành công trên cái phương diện sự nghiệp. Nếu mà trong thời gian này ai đang tham gia thi cử
hay là tuyển dụng, hoặc là muốn được thăng chức tăng lương ấy, thì có thể nhận được những tin tốt, mọi cố gắng của các bạn bỏ ra cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Với những người có công việc ổn định, các bạn sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, mọi người đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Công việc thuận lợi cũng kéo theo cái tình hình tài chính có những cái chuyển biến tích cực. Những người làm công ăn lương có nhiều cơ hội nhận được cái khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Với những người làm kinh tế, trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8 âm lịch thì cái tài lộc nó cũng khá là dồi dào. Đây cũng là lúc thích hợp để các bạn ký kết hợp đồng đối tác và mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh hay là sản xuất của mình. Bên cạnh đó, trên phương diện tình cảm cũng báo hiệu nhiều cái tin vui. Vợ chồng các bạn cũng đồng sức đồng lòng trong mọi việc, nên cũng chẳng khó khăn nào có thể cản bước được hai người. Những người còn độc thân có thể nhận được bạn bè, người thân giới thiệu cho những cái cơ hội khá là phù hợp. Vậy nên là các bạn hãy dành thời gian cho đối phương các bạn nhé. Và để tăng cường cái vận trình nhân duyên cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch thì những người tuổi Tuất cũng được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Với cái sự xuất hiện của cục diện tam hợp, vậy nên những người tuổi Tuất có thể đón nhận những cái tin tức tốt lành, may mắn trong sự nghiệp của mình. Con giáp này tạo dựng được những cái mối quan hệ tốt đẹp và duy trì suốt trong một thời gian dài. Nhờ vậy mà các bạn có thể được giúp đỡ kịp thời khi mà cần thiết. May mắn còn đến với những người tuổi Tuất trên cái phương diện tiền bạc nữa. Bản mệnh được lộc trời ban nên là tài lộc thì thăng tiến, tiền bạc thì cứ ào ào chảy vào đầy túi. Song những người tuổi Tuất vẫn cần phải có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý, chứ đừng có vung tay quá chán, cứ tiêu xài hoang phí thì có núi tiền cũng sẽ cạn sạch. Trong ngày hôm nay lại được cục diện ngũ hành tương sinh, Ngọ hỏa sinh cho Tuất thổ. Vậy nên cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất cũng được khởi sắc. Các cặp đôi sẽ trải qua những cái giây phút thăng hoa trong tình yêu, có thêm cái kỷ niệm đẹp gắn kết hai người lại với nhau. Đôi lúc vẫn còn một chút cạnh tranh, tranh cãi, giận hờn, nhưng mà cũng không đáng có. Quý vị có thể bỏ qua, quý vị nhé. Và để giữ gìn hạnh phúc cho mình cũng như là để gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Tuất, thì các bạn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch ngày Canh Ngọ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.